Và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Tùng MG. Chúng ta đến với phần chơi Ark Survival OK, thì đây là season mới của mình. Thì tại sao có season này? Tại vì khoảng chừng một tuần trước á anh em, máy tôi nó bị hư Windows 10, nó bị hư, nó bị virus ăn. Tôi vật bắt buộc phải cài Win lại. Thì nếu mà cài Win lại đồng nghĩa với việc là sẽ cài Steam lại. Nếu mà cài Steam lại á thì đồng nghĩa với việc cài game lại. Mà tôi ấy tôi quên tôi có backup kiểu như cái file sale rồi, và vô tình cái file sale nó mất luôn. Và bây giờ chúng ta có series mới, series Valero. OK, một cái mod là một cái map cũng khá là hay đây. OK, và bây giờ chúng ta đi vào setting của cái setting mod của cái season này nha anh em. Cái season 2 này á, mặc dù mình để difficulty này á, là level nó là 0,2, nhưng mà anh em cứ yên tâm, tôi đã set cho nó là 10k, 10k, 10k level, có nghĩa đó không là một 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 1.000 độ khó đó anh em. Và các thông số sau đây đó là về cái phần XP, thì chúng ta sẽ để 10. Timing speed chúng ta để 10 ở 20, harvest mode chúng ta để 30, và những thông số khác, dino scale có nghĩa là cái chỉ số cái số lượng khủng long anh em. Và bên đây thì mình có chỉnh sơ sơ vài thứ, đó là baby mấy cái loại mà bớp là phân của khủng long nè, rồi trứng của khủng long nè, cái này là mating, là mating là cái gì ta, gọi là giao phối nè, rồi S là hấp hấp trứng nè, rồi baby nói chung là mình sẽ tăng điểm lên cao. OK, về cái phần mod mới là cái thằng phần quan trọng nhất ở trong đây. Đầu tiên mình sẽ để đó là Eternal Slide Version, là season 2 này mình tính là mình sẽ chơi mod Eternal là chủ đạo, cho nên mình để nó đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ đến bỏ hết mấy cái này đi. Chúng ta sẽ lấy một số mod xây dựng để xây dựng cho nó dễ. Từ từ nha anh em. Anh em thấy ở đây rất là nhiều mod không? Từ từ tôi sẽ cập nhật theo. Kiểu như mình chơi từ từ anh em. Mình sẽ chơi Eternal trước, rồi sau đó sau khi mà mình tem rất là nhiều con thú Eternal, mình sẽ bỏ những con bỏ cái mod Mi4Rock vô, For Rock Mi vô để mình chơi tiếp. Ha, mình lần lần mình sẽ đó, mình sẽ add từng mod vô, chứ add một lần chơi nó không nổi anh em. Chơi nó bị loãng lắm anh em hiểu không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái này. Sau đó chúng ta sẽ teleport hả? Teleport thì nó không, mình nghĩ là không cần thiết đâu. Trước mắt là mình chưa cần teleport, để mình xem có trong Eternal nó có teleport hay không rồi mình hãy bỏ vô ha. Ad God Garden. Đây, mình đang cần cái này đây. À, cái này rất là quan trọng. À, khoảng chừng tập thứ hai thứ ba anh em sẽ biết cái công dụng của cái này. OK, mình nghĩ là có nhiêu đó thôi, không cần nhiều, tại vì trong gì trong Eternal nó cũng có những dụng cụ sẵn rồi, mình không cần phải làm nhiều đâu anh em, mình không không cần phải nhiều đâu, mới tập đầu à. Từ từ tôi sẽ kiếm ra những cái mod khác hay hơn nữa. Resource stack đây. OK, và bây giờ chúng ta bắt đầu với season 2 ARK Vagoro. A few moments later. Rồi, đấy, dù em đúng lâu luôn. Cái mod, tại vì cái mod Eternal nó nặng á anh em. Cho dù em đúng lâu luôn. Lần này mình sẽ chơi cái kiểu như là cao to đen hôi tí đi anh em ơi. Chơi ở cái Rital Idol á, nhân vật của tôi nó nhìn nó lùng á. Nhìn nó kiểu như nó thấp hơn mấy cây cỏ luôn, sợ vãi. OK, chỉnh sao cho nó ngầu ngầu tí đi.
Rồi. Và cái này thì mình cũng chưa có tham khảo ở mấy cái video của mấy người chơi khác, cho nên mình cũng chả biết cái vùng nào nó nguy hiểm, cái vùng ui nhiều chỗ spawn dữ vậy. 1 2 3 4 rồi pick nè, là vùng biển nè, cái này thì tôi không biết, cái forest là thế là khu rừng rồi đó. Cha hill rồi jungle, redwood, tundra, snow. Ok, chắc là tôi sẽ chơi ở small island nữa hả? Nghe cái tên small island thấy đã vậy. Thôi mình chơi ở small island nha anh em. Hòn đảo nhỏ. Ok ok. Mong sẽ mọi thứ sẽ bình yên. À, vô tôi thấy con Ronto là tôi thấy khoái rồi đó. Ronto Behemoth mà ở cái trong cái review tôi chưa có review cho anh em nữa. Ôi. Ôi. Ôi, mất Eternal. Ui. What the fuck? Ba con luôn. Ok. Ui. Rồi. Ui, hơi lắc nha, hơi lắc nhưng mà không sao. Mấy cây này lấy không được. Ok, đi qua đây cả. Small Island đúng không? Tôi đi lên đây coi không biết là tôi có đụng chạm gì hay không. À, chắc là tôi sẽ bỏ hết qua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học Big và Tax. Oh. Oh fuck no. Stone. Oh, có Eternal nữa nè. Eternal Stone Hatchet. Thác. Ok, để lấy thác cái đã. Tôi nâng cho mình tốc độ chạy, bữa đây mình level 5 rồi hả? Tốc độ chạy là quan trọng đi anh em. Mình phải bảo vệ cái mạng mình trước. Rồi, let's go. Ờ, có bờ te nữa kìa. Chắc là tôi nghĩ tôi bon ra cái chỗ mà ở ngoài rìa của cái đảo á, cho nên là tôi phải chạy vô cái đã. Ủa, what the fuck. Ôi, trong đây là khu rừng kiểu như Redwood luôn mà bạn. Các bạn ơi, nó lai lai khu rừng Redwood. Ok. Ôi, con này con gì đây? Stego hả? À, anh em thấy không? Độ khó 10, độ khó 1000 chứ. Lộn, độ khó 1000 thì level nó là mấy con trung bình là cũng tầm khoảng chừng 10000, mười mấy ngàn á. À, độ khó 1000 này nha anh em. Phải cẩn thận. Nó one shot one kill luôn đấy. Holy fuck, cái đéo gì vậy? Ôi, thì là cô leo. Ôi, nó đéo, mình đéo thấy nó luôn á. Thề. Ôi, thôi, mình không chơi Simo đâu. Simo chơi chán quá, Simo Island chơi chán quá. Qua Big Zone 1 đi. Đó, con thì là cô leo chuyên gia luôn á. Mà các bạn mà nếu mà đi vô rừng Redwood á, mà các bạn nhìn kiểu như nó ẩn thân chi thực á, nhìn là không biết nó đâu. Rồi nó phóng ra là mình chết thôi, 11.000 chứ nhiêu. Holy fuck. Cái đéo gì vậy? Oh, what the fuck rồi, nó thấy được luôn rồi. Holy shit. Ui da, ui da. Má hai hit rồi. Ủa, Big John mà nó xa như vậy sao? Thôi, tôi chơi Tundra là cái gì ta? Tundra Zone hả? Có cái vùng nào mà nó bình yên không? Big Zone 2.
sao Big John 1 và Big John 2 nó cách nhau xa quá ha. Má nãy giờ chết 2 lần rồi đó. Chỗ này được nè. Ôi, chỗ này lý tưởng nha. Bãi biển cát trắng nha, cái này lý tưởng được nè. Ok ok, tôi đi tham khảo một vòng. Ôi bên kia đẹp, mà tôi nghĩ bên kia nó rất là nguy hiểm. Mấy cái địa hình vậy tôi nhìn là tôi nghe cái mùi nguy hiểm liền à. Tôi chưa biết là tôi đang định sống ở đâu anh em, cho nên tôi phải tham khảo, tôi phải chết nhiều lần tôi mới biết được là tôi sống ở đâu. Mấy cái chỗ này tôi thấy nó đẹp nhưng mà nó không có lý tưởng với tôi sống. Nhưng mà trước mắt á thì tôi nghĩ là tôi sẽ cần kiếm một cái vùng nào đó khá là yên bình để tôi có thể tìm bờ te. Tìm bờ te một cái đi là tôi có yên cửi, tôi muốn bay đi đâu tôi ra bay. Uầy, uầy, thác nước đẹp nhờ. Mình có để đường link về các series game ARK, fanpage và Facebook cá nhân bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào và nhấn like để theo dõi các thông tin mới nhất từ Tùng MG nhé. Ôi, con trai này cũng được nè. Con trai này khác con trai kia. Con trai này 27.000, con này cũng 3 chi chứ lộn. Đi lên cao cao lên tí rồi. À, cái này, ui ạ, ui ạ. Oh no, fuck. Điệt mẹ, cay nghiệt thế nhờ. Ở giữa luôn. Tôi chơi, tôi đi tham khảo địa hình luôn. Ở đây được nè, ở đây được nữa nè. Nhưng mà hồi tôi cũng chết à. Ôi có bờ te nè, nhiều lắm luôn nè. Ôi bờ te đủ thứ lỗi đó nè. Được 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 được. Tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ tạm lưu trú thêm một thời gian ở đây đi. Spino. Fuck no. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc nha. Tôi nghĩ ở đây thì nó yên ổn, nhưng mà có con mấy con Ronto thì không yên ổn mấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ học một số thứ. Đây à, chúng ta học một cái Eternal Spear. Đây. Đây nè, Eternal Strength Spear nè anh em. Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá cái cây này nó không có cao. Đúng không? Cây này nó không có cao. Eternal Level Up Counter hả? À không lẽ cái này mình cắn vô là nó sẽ cho mình lên level á. Đại khái là như thế. Rồi à, tôi nghĩ tôi nên sẽ đang quay Eternal Poison. Đây 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 đây, tôi đang cần thứ này đây. Tôi đang cần cái thứ này và học một cái bow. À cái này ráp tay luôn được đúng không. À Eternal Steam Arrow. Steam Arrow này không phải là Poison cho nên mình cũng không quan tâm. Ok, như vậy là chúng ta cần có một cái Bola. Eternal Strength Bola luôn nè. Chúng ta ráp cái này trước đi. Chúng ta cần thật là nhiều Knuckle Berry. À, mấy cái đồ của Eternal mà loại cấp thấp đó chúng ta không cần phải làm chế tạo narcotic. Knuckle Berry là quá đủ. À, đầu tiên là chúng ta sẽ chế một cái Pola. Đây đây. Ở không. Bola. Ủa hồi nãy mình nhớ mình học cái Bola của Eternal mà. Đúng rồi, Bola Eternal. Đây 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 đây, Nako. Ok ok, 50. À bây giờ không được thì thôi thôi chứ biết sao giờ, từ từ tôi tem nó. Có kinh nghiệm nhiều lần thì được. À, để tôi lên cái chỗ đá cao cao nào đi. Dính. Ok, come on baby em.
Ai da hụt. Ôi đừng có hụt nữa. Má đạn hiếm mà còn hụt 2 cây nữa, chết luôn á. Ồ nó bắn có hiệu ứng đẹp quá anh em. Xỉu đi mày ơi, xỉu đi, xỉu đi. Má, tôi thấy nó chưa chạy nữa kìa. Ờ, nó, tôi biết rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Nó chạy là nó sắp xỉu rồi. Ô, nó nghiêng nó ngã rồi. Yes. Vừa đủ luôn phải không? Tất cả là do tính toán của tôi hết. Tôi tính rồi mà, tại vì tôi kiểu như là tôi cho anh em mất ngờ rồi đó. Chứ tôi nhìn là tôi biết hết rồi. Ok, đang lên, rất là dữ dội. Được. Rồi, trong lúc đó thì tôi sẽ đi farm thôi. Tôi làm cái đầu cưỡi cho con Strike cái đã. Có con này là khỏe trong mình, nó mấy liền. Con này level 10, cần level 16 hả? À... một tí này. Ok, level 16, có ngay. Hai phần wood. Ây cha. Hai thú kiếm đâu ra ta? Như vậy là chúng ta sẽ chờ cho con Shrine nó tỉnh dậy một tí đi. Rồi chúng ta mới dùng con Shrine đó đánh một con nào đó để có hai. Rồi, ok. Ngon liền, và bây giờ quýnh con này luôn. Quýnh luôn, nó xong quýnh. Quýnh đi. Ô, mình nghe một con lightning nó gần đây. Mình mới nghe tiếng sét nó gần đây nè. Ô, what the fuck. Đừng có giỡn nha. Mới tem xong con trai ha, đừng có giỡn. Ok, quýnh nó em ơi. Ủa sao con này mình điều khiển nó không được trời. Ok, thôi kệ, quýnh con này đi. Ok, được. Let's go. Dẫn em ơi. Ui, con này 28.000 luôn hả? Ui, quýnh một cái 2.600. Hơi bị căng đấy. Quýnh hết luôn. Cân, anh cân. Quýnh đi. Hai. Giỏi, thằng này coi vậy chứ giỏi. Con này đam to đấy anh em. Ui, thật hơi bị nhiều luôn. Ui, hơi bị đói bụng luôn. Cho con quỷ nó cần đi. Tôi nghĩ là được. Nó trâu lắm. Khao thì cần thoát hả? Được, không sao. Nó cần được, anh em yên tâm. Eternal Campfire. Sau đó là mình có đồ cưỡi con trai rồi, mình ráp đồ cưỡi con trai đi, wood. Tôi tính ráp cái gì tôi quên mẹ nó rồi. À, đồ cưỡi con Shrine. Sau đó đem một cái campfire nằm đây. Rồi bỏ wood vào. Sau đó bỏ thịt vào. Ok. Nice. Ui, nó còn quýnh nữa kìa. Căng dọ. Quýnh nữa kìa. Bỏ đồ cửa vô em ơi. Ok. Vô đây. Vô đây hết nha anh. Bước vô đây. Mù vào giờ cho tao chạy chứ. Từ. Đó, thấy bình điện chưa? À, con trai mình chất lượng anh em. Con trai mình quá chất lượng luôn.
sóng wifi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lấy Nako Berry. Ôi một phát một 200+ berry. Ôi có đồ nữa nè. Ngon. Mặc đồ vô. Ôi ngon. Nó rớt ra đồ anh em. Ôi ôi đồ nữa nè. Ngon ngon ngon. Được được của nó. Được của nó. Ôi có nóng nữa nè. Mặc cái này thì nó hơi nóng. Bỏ vô hết đi. Bỏ qua đây hết đi. Ôi. Ôi ngon ngon. Có đồ rồi anh em ơi. Có đồ rồi. Có đồ rồi. Đồ xịn luôn. Đồ xịn là đằng khác luôn. Mình sẽ vứt mấy cái skin trước cái đã. Nhìn nó rối mắt lắm. Custom. Đây 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 đây, vứt hết. À, và mình có Eternal Carbon Potion hả? Mình thử mình để qua đây đi. Hồi nãy mình có thấy một cái Rod Bow đây. Cái đạn này thì không được. Chúng ta sẽ xài đạn đạn cái cung này. Ok, nice. Và mình ăn vô cái đá rồi tính tiếp. Ôi có một con potion nữa kìa. Ôi một con potion try. Ngon. Chơi nó không nè, chơi nó không. Gamma 3. Con này level 5000 cũng được đi. Tại vì con này chủ yếu là mình để tem những cái con khác thôi. Ây da, để tem mấy con try này thì chúng ta cần phải tính kỹ một tí. Tem mấy con element đó anh em, chúng ta cần phải tính kỹ một tí. Không có sơ suất được. Nhưng mà mình vẫn thích bà te hơn. Mình nghĩ là mình sẽ để cái bola để đây. Và tìm một con bà te, tem. Ai. Một con bà te. À đằng đây có một con bà te nữa nè. À, ông nội Bino không biết ổng đi đâu mất tiêu rồi. Đằng kia kìa. 222 được 18000 hả. Dính liền. Một. Hai. Ba. Xỉu. À, bắn nó hiệu ứng ghê quá. Lắc cả màn hình luôn. Ok, nice. Mình có nhiều thịt đùi lắm, mình sẽ cho nó ăn thịt đùi. Ok, và chờ ngày nó xong đi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chế tạo những cây cung để bắt con này. À, mình nhìn là mình thấy mình thích con này rồi đấy. À, chế tạo cung thì bây giờ quá đơn giản với chúng ta rồi. Ôi tôi thấy ở dưới hồ có mấy cái gì đó đỏ nè. Cái gì hả? Ôi đẹp mẹ Piranha. Piranha. Tôi tưởng cái gì nó lạ, ai ngờ Piranha. À đây, và bây giờ chúng ta sẽ chế cái này. Được, dư sức bắt, nhiêu đây dư sức bắt. Bây giờ việc... Ui đằng kia có một con. Ui Utiranus, what the fuck. Utiranus kìa. Ôi căng dạ. Căng đó, hơi bị căng đó. Căng thẳng đó. Con bà te tôi đâu mất tiêu rồi. À sẵn tôi làm đồ cửa cho con bà te tôi luôn. Bà te đây. Ai. Alpha bà te với bà te này. Đây, ok, và bây giờ thì tôi chắc là tôi sẽ tem con try luôn để cho nó đẹp. Try là đẹp nhất. Hình như nãy tôi nhớ con bà te tôi, đúng rồi đây nè. Ok, cứ để nó đi. Nếu mà tôi có đủ đồ nghề, tôi sẽ làm một cái lọ thuốc có tên là Taming nè anh em. Taming Potion. Cái này làm nó cũng dễ ẹo à. Khi mà tôi kiểu như có học đầy đủ á, có nhà có cửa tôi mới làm được. Bây giờ làm thì nó đẻ ra nhiều chuyện, nó rối lắm. Và việc tiếp theo của tôi thì chỉ việc là câu kéo con quỷ này thôi.
giờ tốc độ chạy tụi nó hơi cao rồi. What the fuck, cái đéo gì vậy? Holy shit. Ôi, nó đi tới đâu, đá bể tới đó kìa. Holy shit. Ôi, đéo tin luôn á. Ôi, nó đi tới đâu, đá bể tới đó luôn. Gớm vậy. Má, tôi đang đói bụng nữa chứ. Má tôi câu cái con này nó hơi xa luôn á. Ôi nó đi tới đâu đá bể. Đá nó bể tới đó. Ê lắc thế. Ôi con Angelo nó chết rồi. Giờ còn dính thêm quen kilo nữa. Khổ thế nhờ. Ôi thôi. Ôi con Yuti đang nút nó đang quậy bên đây nè. Ôi má con này nó phá làng quá sớm sợ. Báo đời báo đốm gì chứ. Oh no, fuck no, bắt xếp. Ôi, thôi. Oh fuck. Cái đéo gì vậy? Đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á. Ôi tự nhiên một con T-Rex nó ra nữa. What the fuck? Cái đéo gì vậy? Oh fuck no, fuck. Ôi. Ôi Piranha nữa. Má bây giờ tôi lấy con chim của tôi mới được. Thiệt. Bỏ hết tất cả luôn, bỏ hết cho người luôn. Giờ tôi chỉ đứng chờ con chim thôi, tôi bay liền. Ồ không phải sát con chim tôi. Ui. Một Piranha nữa kìa. Má FPS nó rớt phải sợ luôn, nó tuột. Lấy con chim tôi đây. Ta bờ te của tôi luôn nè. Ôi bờ te của tôi chết luôn rồi. Ok không sao, bắt con khác. Ôi điệt con mẹ. 4.000 được rồi, như đây đủ rồi. Ôi được rồi. Được. Ok, có con này là mình rời khỏi cái đảo này luôn cũng được nữa. Tạm thời mình sẽ ổn định vị trí trước đi anh em. À, dưới đây gì đâu mà khủng long nó hỗn tạp quá, tôi sẽ chỉnh cái kiểu như cái din cái tỷ lệ spawn ra của Dino nó thấp lại. Má tôi tưởng là tôi không đủ khủng long cho tôi chơi, cho tôi dân ba nó lên, ai ngờ điệp mạ quá nhiều. Tôi phải kiểu như là 1.5 là đẹp, 1.5 là đẹp, nhân ba nó quá cao. Bây giờ tôi sẽ chờ, đứng đây tôi chờ thôi, tôi không đi đâu hết. Tôi chờ cho con bờ te này nó xong rồi tính tiếp. Ok xong rồi, mang đồ cửa cho nó vài giọt. Má ở đây thú nó hỗn tạp quá, quá rắc rối anh em ạ.
lên 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 lên. Ôi thú nhiều quá, lắc lên anh em. Rồi rồi à, thì bây giờ sau khi mà có con bờ te rồi thì chúng ta sẽ thoải mái đi kiểu như là đi tham quan tất cả các danh lam thắng cảnh ở đây, và chúng ta sẽ tìm ra được một cái chỗ nào chỗ ở mới mà nó hợp lý hơn anh em. Ok thì clip tới đây cũng đã hết rồi, thì mong các anh em ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe cho kênh mình. Nếu mà anh em thấy hay thì cứ comment bên dưới, và có ý kiến gì về video thì cứ comment bên dưới để cho mình biết được, mình sẽ lắng nghe ý kiến nha. Ok, bye bye.